Dũng Hoàng Tâm bỏ không quý vị. Bạn tôi đó. Dũng Hoàng Tâm nghe nó mùi không quý vị? Bạn thân tôi đó. Các vị xem bắt hoàng làm họ. À, thưa quý vị, tiếp tục chương trình mọi ngày chiều ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nghe lại những dòng nhạc của nhạc sĩ Lạc Khương. Bài hát mang tựa đề Mắt Lệ qua một trong những tiếng hát của các ca sĩ ở Bắc Eo như chúng ta. Xin tất cả quý vị cùng chúng tôi chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Trúc. Thanh Trúc xin phép được gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị.
tôi đi làm vợ của người ta. Và tôi nghĩ cuộc chiến về văn nghệ xưa này